chính phủ Nhật cũng có đưa ra một chính sách là sẽ hỗ trợ những cái doanh nghiệp, cả doanh nghiệp Nhật và doanh nghiệp người nước ngoài, thì sẽ được nhà nước hỗ trợ 200 man yên, có nghĩa là tầm 400 mấy chục triệu đó. Các doanh nghiệp sẽ tự làm những cái giấy tờ, những cái đơn để mà gửi lên địa phương, từ địa phương sẽ xét, người ta sẽ xét về cái doanh thu đó. Các cửa hàng cũng như là những siêu thị Việt Nam, tạp hóa Việt Nam nên chuyển đổi số để tiếp cận nhiều khách hàng Nhật Bản cũng như những khách hàng nước ngoài ở Nhật hơn bằng mạng xã hội chẳng hạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình C-Talk, nơi chuyên gia nói. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến vô cùng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên toàn thế giới nói chung và tại đất nước Nhật Bản nói riêng. Không chỉ ảnh hưởng đến các vấn đề về xã hội mà còn ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế, đặc biệt là ảnh hưởng không nhỏ đến những hộ kinh doanh buôn bán tạp hóa, nhu yếu phẩm của cộng đồng người Việt tại đất nước Nhật Bản. Và ngày hôm nay thì để hiểu rõ hơn những thách thức cho cộng đồng người Việt tại đất nước Nhật, ngay bây giờ thì anh mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối với khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là anh Nguyễn Trương Minh Dũng, đại sứ du lịch tỉnh Chiba. Xin chào anh ạ. Cảm ơn MC rất là nhiều. Thì hôm nay là một cái dịp lần đầu tiên được hợp tác. Đánh giá về quy mô, số lượng, về loại hình kinh doanh, cửa hàng bách hóa quy mô nhỏ của người Việt tại Nhật Bản không ạ? Theo mình thì hiện tại các cửa hàng, những cái cửa hàng bách hóa cũng như là những cái siêu thị ở người của người Việt mình ở bên Nhật Bản thì hầu như tất cả mọi người đều thuộc ở những cái quy mô rất là nhỏ. Ở cái thời điểm hiện tại dịch COVID-19 như hiện nay, nhưng mà những cái cửa hàng, những cái siêu thị tạp hóa của người Việt ở bên Nhật đang mọc ra như nấm và rất rất là nhiều ở các địa phương, trong các tỉnh của Nhật Bản hiện nay. Vậy thì không biết cách thức cái hoạt động của các cửa hàng này là gì ạ? Bởi vì thực ra là nó sẽ khác với những cái cửa hàng, tới ví dụ khi mà nói tới Mỹ thì sẽ có những cái siêu thị cũng như là những cái cửa hàng rất là to, rất là lớn, nhưng mà đối với những cái siêu thị, những cái cửa hàng ở bên Nhật Bản á, mặt bằng đất của Nhật thì rất là ít, cho nên là những cái khu vực, những cái địa điểm, những cái mặt bằng mà để mở những cái siêu thị như vậy thì rất là nhỏ, cho nên hầu như những cái siêu thị đó thì hầu như là có diện tích rất là bé và có cái cơ hội để mình phát triển rộng hơn nữa thì rất là bị hạn chế, bởi vì bất động sản ở bên này vừa vừa rất là đắt này, cũng như là vừa rất là nhỏ, vừa rất là hẹp. Chủ đầu tư của các siêu thị Nhật ở bên này thì mọi người hầu như là đều bán cho hầu như các người Việt là nhiều, và mọi người bán offline là nhiều, hình thức online rất là ít, bởi vì tiền vận chuyển, với cái số tiền vận chuyển bên này cũng rất là cao, cho nên là cái lợi nhuận nó sẽ không có nhiều, nên mọi người hầu như là mọi người đều bán tại chỗ và khách tới thì mọi người sẽ buôn bán qua lại với nhau như vậy. Vậy thì các vấn đề pháp luật, thuế, quản lý thị trường cũng như là chất lượng sản phẩm sẽ được quản lý ra làm sao ạ? Vấn đề về pháp luật thì ở Nhật họ sẽ có những cái vị luật sư chuyên về thuế, còn thêm một số vị luật sư thì chuyên về luật hành chính nữa. Nhưng mà ở Nhật người ta không giống như Việt Nam mình là trong một cái công ty luật thì người ta sẽ bao quát hết tất cả các, làm hết tất cả các luật. Ở Nhật thì người ta chia ra là luật hành chính riêng và cũng như là luật về những cái luật về thuế, thì người ta sẽ làm một những cái văn phòng riêng như vậy. Thì đối với các những cái hàng quán cũng như là các tạp hóa của người Việt Nam bên Nhật Bản thì hầu như mọi người vào cuối năm thì mọi người sẽ nhờ, mọi người sẽ liên lạc với các vị luật sư chuyên về làm thuế để mà họ khai thuế cũng như là làm thủ tục về thuế, khai thuế cho các doanh nghiệp cũng như là các siêu thị vừa và nhỏ của người Việt ở bên Nhật. Về quản lý thị trường cũng như là quản lý chất lượng sản phẩm ở bên này hiện tại đang gặp rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như là sẽ có một số đơn vị, cái cửa hàng mà tạp hóa của Việt Nam ở bên Nhật thì họ sẽ lấy những cái sản phẩm của một cái công ty, thì cái công ty này là công ty về chuyên xuất nhập khẩu, thì công ty này sẽ nhập những cái hàng ở Việt Nam qua và những cái tạp hóa bên này sẽ nhập từ những cái công ty xuất nhập khẩu đó để đem về quán, để đem về siêu thị tạp hóa của mình để bán. Thì cho nên là nói hơi bị tiêu cực một tí là sẽ có một số công ty người ta sẽ đi theo vấn đề vận chuyển tiểu ngạch, là người ta sẽ vận chuyển bằng đường đường máy bay. Phải nói là một cái này nó rất là sự lỏng lẻo trong cái vấn đề kiểm soát về chất lượng sản phẩm của bên Nhật. Thì hầu như những cái sản phẩm như là bánh tráng trộn này hoặc là những sản phẩm ăn vặt này là qua được, đi đường máy bay qua được, và
thật sự là chưa có một cái đơn vị kiểm dịch nào hay là kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm nào để mà kiểm tra những cái sản phẩm này. Và mình theo như mình thấy á, thì những cái sản phẩm này vẫn được tràn lan, vẫn đi qua Nhật rất là nhiều và mọi người vẫn đang sử dụng nó hàng ngày. Nhưng mà mình thấy nếu mà tiếp tục cái trường hợp như thế này thì những cái sản phẩm tràn lan mang tới cho người tiêu dùng một cái sự lo lắng khi sử dụng những sản phẩm của chính quê hương mình. Trong quá trình kinh doanh các cửa hàng bách hóa quy mô nhỏ này thì những khó khăn thách thức gặp phải là gì thưa anh? Hiện tại thì nói thật là ở những cái siêu thị và những cái tạp hóa nhỏ vừa và nhỏ của Việt Nam ở bên Nhật đang gặp rất là nhiều những khó khăn, những cái thách thức phía trước. Hiện tại thì đa số khách hàng là người Việt nhưng mà vẫn có một số tạp hóa Việt Nam nhập những cái sản phẩm của các nước khác, của các nước ngoài khác như chẳng hạn như là Indonesia hoặc là Thái Lan. Đối với những thách thức thì có một cái thách thức đầu tiên, đó chính là như mọi người cũng biết là ở Nhật đang có chuỗi một cái hệ thống siêu thị lớn của Nhật Bản, đó là chuỗi siêu thị Don Quixote. Đây là một cái chuỗi siêu thị mà theo như mình tìm hiểu thì nó là một chuỗi siêu thị ở Hàn Quốc đã xâm nhập vào thị trường Nhật Bản rất là lâu rồi, và hiện tại chuỗi siêu thị này là chuỗi siêu thị lớn mà nhập những cái sản phẩm của Việt Nam rất nhiều, giá thành rất rẻ so với giá thành của những cái siêu thị Việt Nam ở bên Nhật. Đó thì đó là một cái thách thức rất là lớn mà nếu những cái siêu thị nhỏ vừa và nhỏ của Nhật của Việt Nam bên Nhật không có thay đổi cái chiến lược cũng như là cái chính sách kinh doanh của mình thì nó sẽ là một thử thách rất là khó khăn trong những cái chặng đường phía trước. Và một cái thách thức thứ hai là người ta muốn mở ra để người ta lấy cái thị thực ở lại Nhật, đó là thị thực của dành cho người kinh doanh thì tiếng Nhật gọi là Keikan Dishikaku. Thì ở Nhật nó sẽ có những cái thị thực như vậy, và thị thực kinh doanh thì thường nó có hạn ở trong vòng 1 năm, cứ 1 năm thì sẽ gia hạn một lần, chắc là khoảng 50% để mọi người lấy cái thị thực đó, mở ra để lấy thị thực đó. Cho nên cái quy mô và cái cách người ta quản lý nhân sự cũng như là quản lý mặt hàng rất là lỏng lẻo và đang rất là lạc hậu đối với những cái siêu thị tạp hóa của Việt Nam ở bên Nhật. Đó là họ không có hướng chuyển đổi số, họ không có sử dụng những cái phần mềm quản lý về mặt hàng cũng như là quản lý khách hàng, quản lý nhân sự mà người ta hầu như đều dùng tay hết. Cho nên cái đó là một cái rất tốn thời gian. Về cái thách thức thứ ba đối với người Việt, những cái chủ doanh nghiệp Việt bên này thì hiện tại những cái cửa hàng này đang mở ra rất nhiều và rất tràn lan. Cho nên cái vấn đề bán phá giá hiện tại đang rất là căng thẳng ở bên này. Mọi người hầu như một cái sản phẩm nào đó thì mọi người sẽ lấy lợi nhuận doanh thu từ 30 tới 40%, nhiều nhất là 50%. Nhưng để mà cạnh tranh được với những cái đối tác khác cũng như là những cái cửa hàng khác thì một số người cạnh tranh người ta phá giá chỉ còn 10% thôi. Nếu 10% bán được và lấy được khách thì người ta vẫn làm. Nhưng sự thật là sau đằng sau đó thì có rất là nhiều khoản chi phí, ví dụ tiền thuế, tiền mặt bằng, tiền điện nước ga, tiền về nhân sự, về tiền mặt hàng. Nhiều người không nghĩ được tới hướng tương lai như vậy, cho nên cứ giảm giá, mọi người cứ thay phiên nhau giảm giá như vậy. Thành ra cái giá cả nó càng ngày càng giảm và cái lợi nhuận nó không có. Và cũng có rất là nhiều cái siêu thị nhỏ và vừa của Nhật, của Việt Nam, của người Việt bên Nhật đang đứng ở trước cái tình trạng là sắp phá sản cũng như là sắp không thể nào mà chống cự được nổi. Thì đó là cái ba cái thách thức mà hiện tại mình thấy là những cái siêu thị vừa và nhỏ của người Việt Việt Nam mình bên Nhật đang gặp phải. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Thưa anh, không biết là trong khoảng thời gian vừa qua khi mà dịch bệnh Covid-19 diễn biến khá là phức tạp thì các cửa hàng bách hóa quy mô nhỏ của người Việt tại Nhật Bản có được đưa vào trong danh sách của giới chính phủ Nhật Bản hỗ trợ hay không ạ? Thời kỳ mà dịch mới bắt đầu bùng phát và trong khoảng thời gian đầu của dịch bùng phát thì chính phủ Nhật cũng có đưa ra một chính sách là sẽ hỗ trợ những cái doanh nghiệp, cả doanh nghiệp Nhật và doanh nghiệp người nước ngoài. Thì cái lợi nhuận của doanh nghiệp đó nếu giảm 50% so với lợi nhuận năm năm ngoái thì sẽ được nhà nước hỗ trợ 200 man yên, có nghĩa là tầm 400 mấy chục triệu đó. Các doanh nghiệp sẽ tự làm những cái giấy tờ, những cái đơn để mà gửi lên địa phương, từ địa phương sẽ xét, người ta sẽ xét về cái doanh thu đó. Có thể thấy là vấn đề khó khăn thì hầu như là đơn vị nào cũng đều gặp phải. Vậy thì đối với các cửa hàng này đã làm cách nào để có thể duy trì được cái việc buôn bán? Để mà cái thị trường cũng như là những cái siêu thị cũng như những cái tạp hóa của người Việt
mà ở bên Nhật này có thể duy trì và phát triển được dài hơn, lâu hơn trong tương lai. Mọi người có thể tập trung lại, nghiên cứu thêm những cái chiến lược mà có thể phát triển được nhiều hơn nữa. Ngoài khách hàng Việt Nam còn tiếp cận được nhiều khách hàng Nhật hơn nữa để cho người ta tạo được cái lòng tin về những cái sản phẩm Việt Nam ở bên này. Thì khi mà có những cái hội như vậy á, mọi người tập trung, mọi người đoàn kết lại á, thì mình nghĩ là cái chiến lược đó sẽ được đưa ra và sẽ được mọi người áp dụng vào, thì mình nghĩ là sẽ rất là bền và đi rất là xa trong những cái chặng đường khó khăn sắp tới, là những cái chặng đường mà đối với những cái doanh nghiệp Nhật, người ta đang rất khao khát với cái thị trường Việt Nam, cho nên người ta sẽ về thẳng Việt Nam, người ta tìm mặt hàng, tìm sản phẩm và người ta ký kết hợp đồng với bên Việt Nam và người ta sẽ nhập qua đây, thì giá thành lúc nào nó cũng sẽ rẻ hơn, bởi vì họ là những cái chuỗi, là những công ty lớn, người ta hợp tác với nhau, người ta nhập theo chuỗi như vậy thì cái giá thành rất là rẻ. Cho nên nếu mà có thể ở Việt Nam sẽ có một cái hội nào đó, một cái hội pháp nhân nào đó có thể là đứng ra để mà giúp đỡ mọi người, cũng như là cùng mọi người suy nghĩ những cái chiến lược kinh doanh tiếp theo để mọi người phát triển rộng hơn, tiếp cận nhiều khách hàng hơn, thì mình nghĩ đó là một cái cách làm mà rất cần thiết trong thời điểm hiện tại. Còn cách làm thứ hai, các cửa hàng cũng như là những siêu thị Việt Nam, tạp hóa Việt Nam nên chuyển đổi số để tiếp cận nhiều khách hàng Nhật Bản cũng như những khách hàng nước ngoài ở Nhật hơn bằng mạng xã hội chẳng hạn. Thì đó là một cách mà hiện tại thì có một vẫn có, đã vẫn đang có một số doanh nghiệp đang làm những cái cách làm như vậy rất là thông minh và rất là hiệu quả. Chẳng hạn như mọi người sẽ lập ra, sẽ làm một cái app để đặt hàng những cái mặt hàng thực phẩm thiết yếu đó, và từ cửa hàng đó người ta sẽ ship tới tận nhà cho mình. Nếu mà được áp dụng và nếu mà được thực hiện thì sẽ có những cái thành công rất là nhất định trong những cái chặng đường sắp tới. Vâng, và hiện nay thì chúng ta thấy là có rất là nhiều chuỗi bán lẻ hiện đại. Vậy thì anh có một cái nhìn như thế nào khi mà so sánh giữa cái loại hình kinh doanh này với các chuỗi bán lẻ hiện đại thưa anh? Như hồi nãy mình cũng đã chia sẻ là những cái siêu thị, những cái chuỗi siêu thị của Nhật Bản hiện nay đang khao khát cái thị trường về thực phẩm của Việt Nam, mà cái số lượng của người Việt Nam mình đang ở Nhật hiện tại là đứng ở top 2 sau Trung Quốc. Cho nên cái nhu cầu về sử dụng thực phẩm, những cái thực phẩm thiết yếu của người Việt Nam mình đang rất là cao. Mặc dù là đi xa quê hương nhưng mọi người vẫn luôn nhớ về những cái sản phẩm cũng như là những cái món ăn quê nhà. Thực ra là mọi người vẫn ủng hộ hàng Việt Nam của những cái cửa hàng Việt Nam bên này, hiện tại đang rất là ủng hộ. Nhưng nếu ở một cái khía cạnh nào đó trong tương lai thì mọi người sẽ so sánh về giá cả, mọi người sẽ so sánh về chất lượng. Có thể mọi người sẽ ngã xa ở những cái chuỗi siêu thị lớn của Nhật để mua hàng, mua những cái sản phẩm của quê hương mình. Đó là một cái thách thức rất lớn đối với những cái siêu thị cũng như những tạp hóa truyền thống của người Việt Nam mình tại Nhật hiện tại. Cái cách kinh doanh của người ta đang rất là thông minh. Người ta chạy ở trên tất cả các trang mạng xã hội cũng như là chạy chuyển đổi số bằng một cách là từ Facebook tới Instagram, người từ tới TikTok, là khi mà mình lướt như vậy thì vẫn sẽ thấy những cái quảng cáo của những cái chuỗi siêu thị lớn đó bằng tiếng Việt luôn, chứ không phải là bằng tiếng Nhật nữa. Cho nên thành ra là nếu những cái siêu thị tạp hóa của người Việt truyền thống không thay đổi cách kinh doanh, không phát triển định hướng kinh doanh trên con đường sắp tới thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có thể dẫn tới là sẽ phá sản và không tìm được khách hàng. Một số cửa hàng, một số tạp hóa siêu thị Việt Nam mình ở bên này cũng đang rất là lo lắng và cũng đang rất là phải tìm rất là nhiều cái cách để mà tiếp cận với khách hàng nhiều hơn. Nếu mọi người không thích ứng, mọi người không thích nghi, không tìm cách nào để tiếp cận khách hàng được thì chắc chắn mọi người lại giảm giá. Thuế của Nhật thì càng ngày càng tăng, mà cái giá thành bán ra không có được lời lãi nhiều như vậy mà lại phá giá như thế nữa thì đó là một cái thách thức rất là lớn cho cái thị trường nhà siêu thị và tạp hóa Việt Nam của người Việt Nam bên Nhật trong thời điểm hiện tại. Đây là những cái chia sẻ của mình theo một cái khía cạnh và theo một cái phương diện là những người đang tiêu dùng. Bởi vì hiện tại mình cũng là một người rất là thích nấu ăn cũng như là rất là thích những món ăn Việt Nam, cho nên là mình rất hay đi những cái siêu thị và những cái chuỗi siêu thị Việt Nam ở bên này.
Xin cảm ơn những thông tin chia sẻ từ phía anh Dũng đã gửi đến cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, và với tất cả những thông tin này thì anh Nhật tin chắc rằng chúng ta đã có thể phần nào hiểu rõ hơn về những khó khăn, thách thức, đặc biệt là những cơ hội để cho chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ hơn về mô hình kinh doanh tạp hóa của cộng đồng người Việt trên đất nước Nhật Bản. Và hy vọng là quý vị chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và có thể thật là vững vàng khi mà chúng ta đang kinh doanh ở trên đất nước bạn. Và đến đây thì chương trình Ctop cũng xin được phép khép lại. Ánh Nguyệt cùng với ekip của chương trình xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.